Trên đời có nhiều vua, nhưng chỉ có một chúa, đó là Ronaldo. Huyền thoại bóng đá Argentina, Diego Maradona từng nhận xét như vậy về Ronaldo béo. Chân sút được mệnh danh là người ngoài hành tinh. Quả thực, cựu danh thủ Brazil đã khiến thế giới phải bái phục với tài năng xuất chúng và khả năng ghi bàn siêu đẳng. Dù từ giã sự nghiệp cuồng đuổi áo số đã lâu, nhưng mà người ngoài hành tinh Ronaldo de Lima vẫn luôn để lại sự yêu mến trong lòng người hâm mộ. Và sau đây, 5 lý do vì sao không ai có thể ghét Rô béo. 1. Tài năng xuất chúng. Ronaldo de Lima đã gây choáng váng làng bóng đá thế giới vì những pha bóng chưa từng có tiền lệ, những cú solo bứt tốc từ giữa sân, dũng mãnh như một chiến binh và lừa bóng đẹp như một ảo thuật gia. Anh có những pha dứt điểm hoàn hảo của một trung phong cắm, nhưng lại đầy tinh tế ở các cú chạm bóng và đảo người. Ngay cả khi từng dính nhiều chấn thương nghiêm trọng khiến đôi chân bị hủy hoại, danh thủ này vẫn khiến người hâm mộ say mê với những pha đi bóng tốc độ và lắc léo. Lối chơi của Ronaldo béo cũng lôi cuốn và say mê người xem. Trong anh có chất nghệ sĩ, điều không phải tiền đạo nào cũng may mắn sở hữu. Thời đỉnh cao, mỗi lần bóng tới chân, người ngoài hành tinh có thể dắt bóng tốc độ vượt qua 5 hậu vệ và dứt điểm thành bàn. Đáng nói, anh làm điều đó liên tục trong sự nghiệp. Nhờ tài năng thiên bẩm, Ronaldo xứ Brazil vươn tới đỉnh cao từ rất sớm. Năm 20 tuổi, anh là cầu thủ hay nhất thế giới khi giành giải FIFA Best Player. Ronaldo đã chơi cho nhiều câu lạc bộ lớn và giành được tình cảm của các cổ động viên mọi đội bóng nhờ lối chơi tuyệt diệu. Với đội tuyển Brazil, cầu thủ này đã 2 lần vô địch World Cup và trở thành vua phá lưới tại World Cup 2002 với 8 bàn thắng. 2. Không chỉ đá bóng hay mà còn kiếm tiền giỏi. Sau khi rời sân cỏ, dư luận từng nghĩ rằng cuộc đời Ronaldo rồi sẽ trôi đi như nhiều cầu thủ Brazil tài năng điển hình khác. Tuy nhiên, Rô béo khiến người ta ngỡ ngàng khi trở thành một doanh nhân thực thụ trong nền công nghiệp bóng đá. Mùa thu 2018, Ronaldo thông báo quyết định mua lại 51% cổ phần của Real Valladolid. Cựu tiền đạo Barca chi 30 triệu đô la Mỹ để trở thành cổ đông lớn nhất của đội bóng. Đây là bước ngoặt lớn nhất với cuộc đời của Rô béo kể từ khi giải nghệ. Hiện tại, Ronaldo de Lima đã và đang làm chủ 3 câu lạc bộ bóng đá: Cruzeiro, Valladolid và Fort Lauderdale Strikers. Theo thống kê từ Goal, đến cuối tháng 4 năm 2020, tổng giá trị tài sản của Ronaldo ước tính vào khoảng 325 triệu đô la Mỹ, tương đương 300 triệu euro. Đây là con số đủ để mà giúp cho cựu tiền đạo Inter Milan vào danh sách những cầu thủ và cựu cầu thủ có tài sản lớn nhất thế giới hiện tại. Điểm đặc biệt của Ronaldo là anh rất ít khi xuất hiện trên báo chí với việc chi tiêu mạnh tay cho các thú vui cá nhân như là du thuyền, bất động sản hay là siêu xe. Truyền thông hiếm khi mà thấy Ronaldo vung tiền mua sắm đồ xa xỉ. Anh được biết đến nhiều hơn với các hoạt động của một doanh nhân thực thụ. Thu nhập của Ronaldo đến từ nhiều nguồn khác nhau như các khoản tài trợ thương mại hay hợp đồng quảng cáo nhờ danh tiếng trong quá khứ. Ronaldo vẫn là gương mặt biểu tượng của nhiều hãng trang phục thể thao, trò chơi điện tử hay các tập đoàn tài chính, kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, hoạt động hái ra tiền chủ yếu của người ngoài hành tinh vẫn là các danh mục đầu tư vào nhiều công ty lớn. Forbes đánh giá trong số các cầu thủ nổi tiếng thế giới đã giải nghệ, Ronaldo là một trong những người có khả năng kinh doanh tốt nhất. Anh không điển trai và có hình ảnh đẹp như David Beckham, không có gia thế khủng như Kaká, nhưng biết cách hoạch định tài chính vô cùng ấn tượng. Biểu tượng của Fair Play. Ronaldo de Lima được biết đến là một tượng đài bất tử trong bóng đá với lượng fan hâm mộ đông đảo. Huyền thoại Brazil được người ta yêu mến không chỉ nhờ vào đẳng cấp trong pha bóng chuyên nghiệp mà còn bởi tinh thần thể thao đáng trân trọng mà anh mang lại. Mỗi giây phút thi đấu trên sân, cầu thủ này luôn tập trung thi đấu để mang đến những cảm xúc thăng hoa và tuyệt vời nhất. Anh ít khi mà chú ý đến những tình huống phạm lỗi của đối thủ, cũng như là chẳng bao giờ xô xát với cầu thủ trên sân. Trong trận đấu, Ronaldo bị kéo áo, anh vẫn cố rướn người theo bóng. Ronaldo bị ngáng chân, anh vẫn cố gắng nhảy lên để dắt bóng. Ronaldo bị tì người, bị đẩy, bị phạt lỗi, anh vẫn cố vượt qua tất cả với khả năng cao nhất có thể để tiếp tục khống chế bóng và ghi bàn. Hãy thử thống kê số lần Ronaldo bị phạt thẻ đỏ trong sự nghiệp bóng đá của anh. Có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hãy thử kể ra những lần Ronaldo chơi xấu, vào bóng ác ý, xúc phạm đội bạn hay là giơ ngón tay thối về phía khán giả, hoặc là những việc đại loại như vậy. Có lẽ chỉ thấy duy nhất một tình huống Ronaldo kéo tóc và cấu vào cổ hậu vệ Farhan của đội Botafogo vào ngày 17 tháng 5 năm 2009 sau khi bị cầu thủ đội bạn phạm lỗi. Ngoài ra là một số không tròn trĩnh. Ronaldo cũng là một cầu thủ rất thân thiện, luôn đoàn kết với đồng đội và tôn trọng đối thủ. Vì vậy mà ở Barcelona, Real, Inter Milan hay AC Milan, Rô béo vẫn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Anh đã trở thành cái tên đầu tiên được nhắc đến trong danh sách những người truyền cảm hứng cho người xem. Thường xuyên làm từ thiện. Ronaldo de Lima cũng là một cầu thủ thích làm từ thiện. Cựu danh thủ không ít lần xuất hiện ở các sự kiện từ thiện. Hồi năm 2016, Ronaldo đã xuất hiện cùng với người tình trẻ siêu mẫu Celine Locks
tại một sự kiện gây quỹ từ thiện ở Sao Paulo, Brazil. Đặc biệt, Robéo cũng thường xuyên tham gia các trận đấu từ thiện. Năm 2015, anh đã tham gia trận đấu giao hữu gây quỹ từ thiện để chống dịch bệnh Ebola và lập hat-trick. Hồi 2014, danh thủ này cùng với Zidane góp mặt trong trận đấu gây quỹ từ thiện diễn ra tại Thụy Sĩ. Đây là trận đấu thường niên của họ để gây quỹ cho hoạt động từ thiện. 5. Tấm gương vượt lên thử thách. Ronaldo say mê bóng đá như một tín đồ sùng tín tôn giáo mà mình đang thờ phụng. Phải chăng đó chính là lý do khiến dường như không có khó khăn nào anh không thể vượt qua, không có thử thách nào khiến anh phải chùn bước? Trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, người ta chê anh không biết ghi bàn bằng đầu. Anh lập tức chứng minh mọi lời bình luận chỉ là phiến diện bằng những bàn thắng bằng đầu vô cùng quan trọng. Người ta chê anh chỉ biết ghi bàn bằng chân thuận chân phải. Anh liền thể hiện những pha làm bàn đẳng cấp từ những cú sút xa bằng chân trái, khiến cho mọi lời chê bai tự tan theo mây khói. Từ năm 2006, khi anh bắt đầu gặp vấn đề về thể trạng, tăng cân có lúc nặng gần 100kg, anh di chuyển không được thanh thoát, nhẹ nhàng như trước. Bảo giới đặc biệt danh anh là gã béo, nhưng mà anh vẫn cho thấy Ronaldo vẫn là Ronaldo. Anh ghi bàn đều đều và có vai trò quan trọng tại câu lạc bộ Real Madrid. Với đội tuyển quốc gia, khi mà nhiều người dân Brazil lo ngại anh quá béo để thi đấu tại World Cup 2006, anh vẫn ghi 3 bàn thắng để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại các vòng chung kết World Cup với 15 bàn. Cũng biết có cầu thủ nào lại bị nhiều chấn thương hành hạ như Ronaldo, 3 lần lên bàn mổ đầu gối kèm theo những chấn thương liên miên vẫn không thể bắt anh ngừng chơi bóng và ghi bàn. Thậm chí có những lúc người hâm mộ đã tưởng anh quỵ ngã. Vào tháng 4 năm 2000, ở trận đấu đầu tiên sau chấn thương với Lazio tại Coppa Italia, chấn thương đầu gối tái phát sau khi anh được ra sân hơn 4 phút, Ronaldo đã phải nghỉ thi đấu 20 tháng. Hay ngày 13 tháng 2 năm 2008, Ronaldo lại bị chấn thương đầu gối khi mà tranh bóng bổng với hậu vệ Livorno, khiến cho anh phải nghỉ 9 tháng. Nhưng anh vẫn đứng dậy và tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Với một cầu thủ liên tục bị chấn thương nghiêm trọng như Ronaldo, thi đấu bóng đá đỉnh cao đến năm 34 tuổi là một điều phi thường, một sự nỗ lực không biết mệt mỏi của một cầu thủ luôn biết vượt lên khó khăn, thử thách. Một ngôi sao bóng đá xuất chúng với những phẩm chất tốt như Robéo thì hầu như ai cũng yêu mến. Bạn có phải là một fan của người ngoài hành tinh này? Để lại một bình luận bên dưới video nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.